Rồi mấy cây Nhật Bệ Tuấn Tài, kính chào cả gia đình mình. Hôm nay bên em mới cập bến con Yanma F37D nha. Yanma F37D này là có mái che đàng hoàng luôn các bác, mái che 4 chân. Đặc biệt nó là dòng chạy nhanh luôn nha. Máy là máy bắt kim loại dầu, ben cơ số cơ, tay lái trợ lực, 4 máy. Rất là đẹp luôn nha các bác. Con này bên em thay lớp sâu là lớp mới rồi. 155 triệu. À, bên sau là bên em thay lớp mới của Ấn Độ luôn các bác này, BKT của Ấn Độ luôn. Dầu con này thì cầu trước của nó phía dưới cho chị cháy nổ ít cho bác, còn rất là đẹp luôn. Gia đình mà làm nhiều các bác đang mua con này nha. Đặc biệt nó chạy nhanh vừa khỏe nữa, có thể về cày kéo cuốn rơm, tới đắp xe đồ rất là xuất sắc luôn. 155 triệu thì lâu lâu mới có hàng về nè các bác. Ốc vít này các bác xem nè, ốc vít nguyên zin 7 màu luôn. Trời ơi, mấy cái chốt của nó ngay dưới cái chân mà mình đạp côn nè các bác, nó còn vàng luôn. Gầm xe nha. Gầm của con này cũng xuất sắc các bác nè. Thì bác biết là cái gầm xe là cái nơi mà lúc nào nó phải tiếp xúc với đất, nó đường đúng không? Nhưng mà nó đẹp như thế này là các bác biết cái độ đẹp của con xe nha. Cái độ mà cháy độ hen rỉ của nó là em nói là nó khá ít luôn các bác, khá ít luôn. Máy thì nổ cực êm, chảy phát là nổ. Biết là chưa, bô dẹp nguyên rinh nha các bác, bô dẹp nguyên rinh của hãng Sang Ma nha, còn nguyên nắp đồ. Cái này là bình nhớt trợ lực nè. Con xe đẹp xuất sắc như thế này mà các bác chê thì em bảo là không có con nào hơn nữa các bác. Mấy con này các bác ngồi lái á, rất là thoải mái luôn. Tại vì cái khoang ngồi lái nó là rộng rãi và cao ráo nha, rất là thoáng, nên mình có thể quan sát dễ dàng. Para đi lên đàng hoàng. Còn gương chiếu hậu thì bên em nó về như vậy các bác. Còn một bên thì chả có, còn cái gọng không à. Đó.
Chỗ này là mình lựa dầu nha các bác. Giờ các bác tham quan trên cái phần động cơ đó nè, động cơ giang ma nè. Bao nhiêu đây? 183. Đây nha bác, tem mát còn nguyên xi luôn, 37 ngựa. Cái chốt an toàn nha các bác. Các bác mà lúc dừng ở đường xá đèo dốc bác nhớ kéo chốt thắng tay nha. Nhưng mà lúc đi bác nhớ thả chốt thắng tay lên, các bác quên là hư xe luôn á. Chốt sới 4 số. Giờ em đi lên trên em quay phía trên cho các bác tham khảo nha. Cẳng tay cầm lên nó chắc luôn. Ghế nó còn cái cản tay ngồi bên luôn các bác này, ngồi tựa bên luôn dưới ghế nha, có đai thắt an toàn đàng hoàng. Nhưng mà dưới ghế nó bị cháy nổ nha các bác. Các bác mua càng dặm lại thì bên em thì dặm lại cho mình để nguyên zin nha, nguyên zin nguyên bản. Con này nó bên cơ như có bên nghiêng, nó rất tiện cho các bác luôn nè. Bên nghiêng này các bác vào đây nha. Đó, vì bên nghiêng là khi mình làm các bác không phải chạy lên chạy xuống, các bác ngồi trên xe các bác có thể là sử dụng luôn, nó rất là tiện. Đặc biệt là dành cho những bác nào ưa thích dòng chạy nhanh nha, thì con này là chạy nhanh mà còn muốn lội dầu nữa thì con này lội dầu luôn. 4 máy nha các bác. 1, 2, 3 số lùi. Bảy trăm năm mươi bốn giờ tốc độ chạy nhanh. Xe khá là đẹp luôn các bác nha. Bên em có bán máy cuốn rơm của Nhật luôn cho các bác, rồi máy rải phân rải vôi gì của Nhật luôn. Bên em là bán xe là ráp bình mới hết nha, nên là các bác cứ an tâm không phải lo lắng. Bên em là bình mới hết. Và đặc biệt bên em không thu mua hàng dân dùng nha, không đổi hàng, không đổi lên máy cũ nha các bác. Bên em thì chuyên hàng bãi Nhật thôi nha. Nước phụ còn xanh lè luôn các bác này, nước mát xanh luôn, nước phụ nước đồ xanh lè xanh lét. Đó, máy móc theo bét nhưng còn rất đẹp nên cái nước sơn riêng nó chắc ra thôi còn rất là đẹp.
Rồi, em sẽ đi tới quả lốt cho bác xem nha. Lốt trước của nó gai còn tương đối khá. Lốt thì em chưa thấy nha các bác, còn rất là đẹp. Ở xung quanh rành mâm xem. 8.18. Lốt này in Japan nguyên viên của Nhật nha các bác. Xung quanh mình mâm nó có chỗ nó hơi tí tí thằng bác này, có chỗ không có chỗ bị rạn tí nha, chỗ này bị chém một tí này. Đó các bác thấy không, còn đốt thì khá đẹp, mấy chỗ thì bị rút tí bên này xem sao. Để chụp máy, như chụp máy nóng mất tiêu rồi. Bên này thì không bị nha các bác, bên kia thì bị chém vài chỗ nhưng bên này thì xin không có gì hết. Lớp sau thì bên em thay lớp mới rồi, lớp BKT của Ấn Độ rồi, 13.626. cái con xe này là xuất sắc rồi các bác nha. Yamaha F37D, hai cầu trợ lực lái bên cơ, số cơ chạy nhanh, 4 máy bét kim. Đó, có bên nghiêng theo xe. Lớp sau thì bên em thấy lớp mới rồi của Ấn Độ. Xe đẹp xuất sắc, máy nổ êm. 155 triệu. Các bác cần nhắc máy liên hệ nha. Rồi xin kết thúc video tại đây, kính chúc cả nhà hạnh phúc, làm việc thì hiệu quả, gặp nhiều thành công, sức khỏe tràn trề. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.